Phú sinh 588 thôi được rồi nhá, cho sẽ dơ cái căn cước công dân lên đây có sợ bị ấy không? Thôi thôi, không tin chả. Ngờ hút mỡ không đau đâu, vì lúc đấy biết sao không, gây mê. Đau nhất là gì không? Đau nhất là cái đoạn mà lấy cái đặt cái ống ấy. Đặt cái ống gọi là ống gì nhỉ? Ống ven à, lấy ven à? Cái đoạn lấy ven á. Đau nhất là cái đoạn lấy ven nha. Là đau nhất thôi, còn sau đấy thì đếm 1, 2, 3, 4. Cái tê luôn, không biết gì luôn, ngủ luôn. Cho đến khi mọi người gọi tu 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 tu, tắt tắt vào mặt tu 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 tu, thì lúc đấy mình mở mắt ra là mình xong rồi, mình đẹp rồi. Nhưng mà đặc biệt là gì nha, đặc biệt là ở cái bên Shrine ẩm Thái Lan này nha, không hề bị đau á, không hề bị đau. Tức là tả như nào nhở, bình thường mà hút mỡ nha, chị hút mỡ phải gần chục lần rồi, chị hút mỡ nha, là khi mà tỉnh dậy á, khi mà tỉnh dậy là nằm im mất 24 giờ, cho đến sau đấy thì mới ấy cơ, mới đi lại được. Thế nhưng mà khi mà chị hút ở bên này thì chị thấy rằng là gì, đặc biệt thứ nhất là chị không bị tím. Thực sự là mình nể phục khi mình không bị tím, không bị tím bầm ấy. Bình thường hút chỗ khác nha, sau khoảng tầm 3 ngày, rồi ôi mẹ ơi, nó bầm dập người lên, nó tím tím đen nào. Đặc biệt ở đây không bị tím nha. Chị từ xuống dưới phòng, xuống dưới phòng là lúc đấy là 8 giờ tối, 7 giờ tối hay 8 giờ tối. Cho đến 7, 8 giờ sáng, 8 giờ sáng chị rút xong tiểu là chị đi lại bình thường luôn. Ngạc nhiên luôn về cái công nghệ hút mỡ bây giờ luôn á. Người ta hút bằng công nghệ cao á, bằng tia nước á, chứ không phải là người ta hút bằng cơ đâu. Cảm ơn bạn mãi mãi là bao xa, xin chào Takitaka. Con gà chiến đâu có đâu, 4 năm trước là Tú chỉ làm ăn thôi, Tú không có đi chơi. Ôi mơi lấy ven đau lắm, lấy ven là đau nhất trong quá trình phẫu thuật luôn ấy. Chị lấy ven thì thực sự, ôi nghĩ lại chị dùng mình, thực sự lấy ven là quá trình đau nhất trong làm phẫu thuật thẩm mỹ luôn. Ờ nhờ tại sao thế nhở? Ừ, ai hỏi thì đi sang bên chỗ người ta mà hỏi đúng không? Công Lãng Tử, em yêu chị được không? Em sẽ làm bao nhiêu? Chị đã giờ là hơi tư duy, hơi duy tâm đây này. Họ gọi Tú là doanh nhân thành đạt. Dạ vâng, thế thì đúng rồi anh Quang Gà Chiến ạ. Thế thì đúng rồi đấy ạ. Trần Tú Anh ơi, chị hút ở Shrine ẩm Thái Lan. Chín mươi tuổi ngựa à? Thôi lại bay chạy nhảy kinh lắm, không ghìm được, sợ lắm. Đối với chị không có sở thích ăn thịt Hồng Hà Nhi em ạ. Chị sở thích là ăn thịt Đường Tăng, người chị lại toàn gặp Chu Bát Giới em ạ. Chốc thật đấy. Nó chết thì chịu. 83 thêm bồng nguyên xoái thôi không. Vừa nói là thêm bồng nguyên xoái xong. Có đam mê ăn thịt Đường Tăng nhưng toàn gặp thêm bồng nguyên xoái thôi. Chết thật. Đâu nào comment lên đây. Chị xem tuổi. Sinh năm 80 được nha, 80 được nha. 80 là tam hợp nha. Xin chào Sơn Lan. Không em ạ. Ôi không đau đâu, đi phẫu thuật đi, em khuyên thật. Em nói thật nhá, đợt trước em có khuyên một cô bé em cũng là một big boss luôn, rất là giàu. Khuyên nó từ lúc mà bắt đầu nó mới khởi nghiệp, nó chưa giàu, cho đến khi nó giàu lắm rồi. Đến khi nó giàu lắm rồi là mày dám đi làm ngực. Mẹ em nói thật nhá, chồng nó không cho nó làm ngực đâu. Đó là chị ơi, chồng em không cho em làm. Thế em bảo là nghe chị, tin chị đi. Chả chồng nào đồng ý cho vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ cả. Nhưng mà cứ làm đi. Xong rồi cái, rồi ôi, rồi về rồi giật khắp biết. Thế đến khi là bạn ấy lấy hết can đảm, bạn đi bạn làm ngực xong. Mọi người biết như nào không? Nào, chị ơi, hí hí hí. Mình bảo hí 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 là cái gì hả bà? Cái gì? Hí hí là cái gì hả bà? Là
chồng em yêu em hơn chị ạ. Đấy, cho nên khuyên các chị lên đi làm không hề đau nha, làm không đau đâu mọi người ạ, làm không hề đau luôn, vì gây mê rồi, có đau thì là hậu phẫu.